It's 1 year only lah. Let's start. 别人打过来。先打给你。 Cơ hội cho Đặng Bắc Ninh lên 7 năm. Xin lỗi các bạn, vừa rồi có sự cố về mạng nên cái phần phát của Magic Blast Shop bị gián đoạn. Có 3 bi này thì chắc chắn là Nguyễn Văn Đặng không thể để sót được. Chỉ cần mở má đúng thôi thì mọi thứ trở nên rất là dễ dàng. Chỉ cần cắm và đẩy đẩy. Một cú cắm, một cú đẩy và một cú cắm. Hết. Quyết định lấy má trên. Oh, dây rồi. Dung có cơ hội cho Ngọc Lệ. Trời, sao lại đáng lại trượt con bi nhỉ. Sót tình huống rất là đáng tiếc. Cơ hội cho Đoàn Thị Ngọc Lệ và một con 9 bổ dưa. Không biết là Ngọc Lệ có thích ăn dưa không. Đây là một tình huống bổ dưa. Vâng, Ngọc Lệ đã ăn được một quả dưa. Sàn bằng tỷ số 7 đều. À, 6 đều. Vâng, cơ hội ván lên 7 đều rất đáng tiếc cho Nguyễn Văn Đãng. Nguyễn Văn Đãng quá đáng tiếc khi bỏ lỡ cái cơ hội dẫn lên 7 năm đặt một chân đến chiến thắng. Vâng. Thì lại bị trượt mất một con 8. Trong tình huống con 8 vừa rồi của Nguyễn Văn Đãng thì nhìn thì cũng có vẻ là đơn giản, nếu chỉ đánh ăn 8 thôi thì không có gì. Nhưng cái việc Nguyễn Văn Đãng phải điều con 9 cho nên là phải hãm lực.
cho nên là dẫn đến con 8 bị cấn vào giày. Vừa nghĩ để dàn xếp tỷ số, Nguyễn Nam biết nói nhỏ thôi, mất hay. Ở trận đấu này là trong những trận đấu của vòng loại vẫn còn đang đánh ở nhánh thắng, cho nên là mỗi người đều có quyền thua ở một trận, được phép thua một trận nữa. Ăn rồi, thiếu ăn 2 bi, con 4, con bếp trên bếp thiếu bếp rồi. Và Đoàn Thị Ngọc Lệ có quyền nhường cho Nguyễn Văn Đãng đánh an toàn trong tình huống này. Có vẻ như là nhìn thấy, cùng xem tình huống này, có nhìn thấy B1 thì Ngọc Lệ hoàn toàn có thể chọn phương án chạy đạn. Có vẻ như là không xuyên qua được khe 629. Nếu khuyên được qua khe 29 thì đây sẽ là một tình huống chạy đạn thuận lợi. Khi sẽ con 1 vào đầu con 6, con 1 sẽ nằm nguyên ở vị trí đấy và cái sẽ chạy hai băng về, bắt đuôi lại đúng cái tình huống vị trí cái gần như bây giờ. Có vẻ là nhìn thấy. Wow, tại sao Ngọc Lệ lại không chạy đạn trong tình huống này mà lại nhường cho Nguyễn Văn Đãng nhỉ? Vâng, một sai lầm của có vẻ như Ngọc Lệ đã nhận thấy con 1 và con 6 khung lỗ 10. Vâng, cái rủi ro cần chết con 6 là có, cho nên là Ngọc Lệ đã không chọn tình huống vừa rồi. Hiếu Nguyễn, anh Hợi Bắc Ninh thì hình như đang sang bên nhánh thua rồi. Đã sang bên nhánh thua. Có bánh mì bò cho anh cái. Mấy giờ? 2 giờ mấy ạ? Hay có cơm gì ạ? Cơm thì chả hơn. Đường riêng. Oh, vừa rồi đường riêng cho Ngọc Lệ. Vâng, Ngọc Lệ đã đánh chết con 1. Một cú xẻ lỗ 10, hai bằng cái chạy về đúng vị trí cũ sẽ là vị trí đẹp nhất. Ngọc Lệ có đánh được lỗ 10 không? Vâng, Ngọc Lệ không biết đánh lỗ 10, thưa cả nhà. Quá đáng tiếc. Cái thì đẹp nhất, tuy nhiên con 2 lại không ăn. Vâng, rất đáng tiếc cho Ngọc Lệ. Cơ hội dẫn lên trước. Còn góc đánh ăn không? Một cú chạy bạn rất thông minh của Nguyễn Văn Đãng. Vâng, cái vị trí cái thì rất dễ là tính rồi. Và Nguyễn Văn Đãng chỉ căn cái lực của con 3 để sao cho đùi sau 3, 5 và 9. Và bây giờ sẽ là một cú sút tê của Đoàn Thị Ngọc Lệ.
Và cả nhà cùng chiêm ngưỡng cú sút tê chém chết con 3 và cái sẽ một bằng sang lắp đi con 4. Và kịch bản đúng là chém chết con 3. Và cái sẽ một bằng sang lắp đi con 4. Ô. Rồi. Suýt nữa thì chết cái. Ai đi, ai đưa đoàn bố? Thằng Mạnh vì nó muốn đi về luôn quê Phúc Yên của nó. Ờ, đi về đây, về con mà đội kia đang chơi quá này. Ôi, căng thẳng, nói thật là làm chi. Ai xem như mà ai cái hộ đấy thì em nói 500 nghìn có cái gì bên kia quên từ quên từ đó. Tôi không cần đâu, anh cần này không? Không, không bỏ cả cái này đâu. Cho anh ít nước mắm. Một cú đá không chính xác. Bắt đuôi sau 4. Lòi mông, rồi cơ hội cho Ngọc Lệ sửa sai. Xong trận này thì còn rất nhiều trận nữa bạn nhé. Giải đấu này dự kiến diễn ra đến tận khoảng 8-9 giờ. Qua một cú xịt còng. Cú xịt còng rất hay của Đoàn Thị Ngọc Lệ. Em ơi, đổi trong cái cục sạc này, cục sạc 2A cho sạc nó mạnh. Đổi tranh cái cục sạc này và cái cục sạc đấy yếu. Cơ hội cho Đoàn Thị Ngọc Lệ dẫn trước với tỷ số 7-6, rất gần với chiến thắng. Một cú xịt còng. Bi em ơi, vâng, Bi, chắc chắn là Bi rồi. Đan Đan hỏi xếu ra rồi. À, xếu thì thắng 2 trận rồi. Và có mặt trong vòng đấu loại 32 người vào ngày mai. Ván phá cuối cùng của Đoàn Thị Ngọc Lệ. Vâng, trận chiến rất là gay cấn giữa một cơ thủ nam và một cơ thủ nữ trên bàn bia. Một trận đấu rất là hấp dẫn. Đủ bếp, hình rất đẹp nhưng không có bia nào vào lỗ. Cơ hội cho Nguyễn Văn Đã. Cho thẳng về hướng lỗ góc phía bên này. Cùng xem kỹ thuật của Nguyễn Văn Đãng. Một cú trô, vâng, chính xác. Và Nguyễn Văn Đãng đã trô rất chính xác vào lỗ. Ô. Oh.
may là bàn áp phê hơi ra ngoài. Six, six. Yeah, seven, seven. Cơ hội cho đoàn Thị Ngọc Lệ. Vâng, lại cơ hội cho Văn Đãng. Rất hay, combi quyết định. Rồi, hình bi này thì chỉ còn việc dọn nữa thôi, không để cho sai sót. Một cú kéo hai băng về phía đầu con năm. Vâng, chả có gì là khó khăn trong tình huống này với Nguyễn Văn Đãng. Cái ở vị trí cũ sẽ là vị trí đẹp nhất, trô nhẹ về con 6 hoặc lấy má ngoài con 5 ép một băng về. Và... ô cò, không phải cò thôi các bạn, ở nhìn góc độ này thấy vẫn nguyên tay. Vâng, một lựa chọn rất là quyết đoán của Nguyễn Văn Đãng, bảo đảm cho cái pin 5 không trượt. Tuy nhiên con cái lại hơi nằm ở vị trí củ khoai. Vâng, đen nhất là tình huống đuôi 7, đuôi 9, biết mà. Vâng, cơ hội cho Nguyễn Văn Đãng thể hiện cú sút tê. Sút tê chô, ăn 7 cái lắp đi 8. Vâng, chính xác. Một cú sút tê quá hoàn hảo của Nguyễn Văn Đãng. Và một cú rút nhẹ. Vâng, kết thúc ván đấu dâng tỷ số lên 7 đều.
Vâng, tỷ số là 7 đều. Một trận đấu cực kỳ hay. Cả nhà cùng ủng hộ Magic Black Shop bằng cách chia sẻ cái clip này về tường của mình với ạ. Vâng, ấn nhẹ vào nút chia sẻ ở góc bên trái màn hình bên phía dưới của các bạn. Vâng, để xem ván chung kết, ván đấu chung kết của trận đấu giữa một cầu thủ nam và một cầu thủ nữ là Đoàn Thị Ngọc Lệ. Tỷ số đang là 7 đều. Tỷ số 7 đều và quyền ván và cuối cùng này thuộc về Nguyễn Văn Đăng. Mẹ bốc đi đón con. Vẫn xem. Tranh cúp trà đá. Ván phá quyết định. Cùng xem Văn Đãng thể hiện ở ván phá quyết định. Chắc chắn là không trượt 7 rồi. Chém luôn một, sàng dê qua khe 46, tặng lắp đít 2, kết thúc ván đấu. Vâng, chỉ là con 1 thôi, con 1 chính là con 9, con 1 là con 9. Ô, rất đáng tiếc. Cơ hội cho Ngọc Lệ, và vị trí thuận lợi nhất cho Ngọc Lệ rồi. Chỉ một cú trô nhẹ về gần vị trí cũ. Vâng, cơ hội rất tốt cho Đoàn Thị Ngọc Lệ rồi. Một cú đứng cái ở vị trí con 4. Vâng, đứng cái ở vị trí con 4 sẽ là vị trí đẹp nhất cho oánh con 5 một băng lắp đi con 6 lỗ 10. Vâng, con 4 là con 9. Con 4 là con 9. Trời ơi, lại ẩu. Tê quá. Vâng, nghe rõ tiếng tê quá Ngọc Lệ. Con 4 đây chính là con 9. Không vượt qua được áp lực. Đảng đã trượt con 9 đầu tiên và Ngọc Lệ cũng lại trượt tiếp con 9. Cơ hội cho Nguyễn Văn Đảng. Và một con 9 rất ngon đã bị Đoàn Thị Ngọc Lệ từ chối. Đoàn Thị Ngọc Lệ hôm nay có vẻ là thích ăn tái chứ không thích ăn chín. Có sự mất bình tĩnh của Nguyễn Văn Đã.
có sự mất bình tĩnh. Trong tình huống vừa rồi hoàn toàn có thể đẩy nhẹ một băng qua mặt con 6 là ok rồi. Cú đánh thể hiện rõ sự mất bình tĩnh của Nguyễn Văn Đạt. Hoàng xin cảm ơn bạn Huy Lâm. Cơ hội tiếp cho đoàn thị Ngọc Lệ. Vâng, vị trí đẹp nhất rồi. Chắc chắn là không thể có sai sót ở trong tình huống này nữa rồi. Quá đáng tiếc cho Nguyễn Văn Đạt. Trong tình huống vừa rồi thì rõ ràng là Nguyễn Văn Đáng đã bị xung động. Đoàn Thị Ngọc Lệ cũng không kém phần xung động. Cũng hơi tình huống không được thuận lợi cho lắm. Nguyễn Nam đúng rồi, trong tỷ lệ các cái trận đối đầu thì Ngọc Lệ chưa bao giờ thắng được Nguyễn Văn Đáng, cho dù có dù dẫn trước đến cả 5-0. Vâng, và đây là một tình huống không hề đơn giản. Vâng, và trong tình huống này có thể sử dụng cái cú kéo trơn để qua trước mặt 9. Rất là căng thẳng, không hề dễ dàng. Mục đích của cú đánh này là cái lên chỗ khu giữa bàn. Vâng, các bạn nào có thể tư vấn xem cái đường điều nào sẽ là đường tốt nhất trong tình huống này. Rồi, chỉ còn con 8 và con 9. Một cú đẩy hai băng hay là một cú kéo ngang luôn. Vâng, tiếp tục là một cú bổ dưa nữa. Đoàn Thị Ngọc Lệ cố lên, rất gần chiến thắng rồi, chỉ còn con 9 nữa thôi. Lịch sử phải khác, hy vọng đây sẽ là con 9 sẽ tạo nên sự khác biệt cho Đoàn Thị Ngọc Lệ trước sự... Vâng, chúc mừng Đoàn Thị Ngọc Lệ lần đầu tiên đã vượt qua được Nguyễn Văn Đạt. Lần đầu tiên trên màn hình, lần đầu tiên sự đối đầu. Tất cả các trận đối đầu thì Nguyễn Văn Đạt đều giành chiến thắng, duy chỉ có lần này thì Nguyễn Văn Đạt quyết tâm nhường chắc chắn là như vậy. Đoàn xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần phát trực tiếp của Magic Blast Shop, trận đấu giữa Nguyễn Văn Đáng và Đoàn Thị Ngọc Lệ, và chứng kiến lần thắng đầu tiên của Đoàn Thị Ngọc Lệ trước Nguyễn Văn Đáng. Hẹn gặp lại các bạn sau khoảng 15 phút nữa, trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ vòng loại của giải đấu Man Up 58 Nguyễn Chí Thanh. Câu lạc bộ 58 Nguyễn Chí Thanh, 18 bàn thi đấu. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.